Dạ, em chào Hiệp á, em chào tất cả bà con trên kênh LTK. Thì hôm nay em cũng có giao lưu với bà con một số cây cảnh như là giấy. Giấy thì giấy đủ màu nha bà con, 5 màu ha. Rồi tím tuyết, cẩm thạch, rồi tím lá vàng, rồi bonsai, một số bonsai ha, như là nguyệt quế và một số bonsai ổi, khế, mini ha bà con ha. Rồi bắt đầu giao lưu cây số 1 là em sẽ đọc số điện thoại để bà con mình tiện giao lưu ha. Số điện thoại em là 0907 214139 ha. Đó cũng là số Zalo của em luôn ha. Rồi bắt đầu mình giao lưu cây số 1 đầu tiên là cây giấy ngũ sắc. Đó, cây số 1 các bà con ha. Cây này chiều cao của nó là từ mặt chậu nha, lên tới cái đỉnh trên này. Nói chung là em đo cũng chiều hao nha, chứ không phải là đo tới đọt luôn nha. Là nó 1,5 m, ngang là 1,1 m nha. Góc cây là 17. Rồi trước khi giao lưu thì em cũng nhắc lại, thật ra thì cái cây khi mình đo nó như vậy ha, còn khi mình đóng tàn, đóng ấy đồ đó, thì mấy cái này mình phải đè xuống bớt thì nó chiều cao nó sẽ thấp hơn nha. Tại có số khách hàng đấy rồi sẽ đo vậy mà về đo lại không tới. Tại bây giờ mấy cái tạng phược này là em phải kéo xuống hết rồi, chứ không có để y vậy được. Rồi với cái hoành thân gốc á, là tùy người đo, có người đo ở trên này thì là nó khác, còn ở này khác, còn dưới này là nó khác nữa. Em đo mức độ trung bình nhất ha, không có lấy chỗ cao cũng không có lấy chỗ thấp, lấy chỗ vừa để chia đều ra ha bà con ha, là nó ở 17. Rồi còn cái gốc em sẽ giới thiệu kỹ luôn ha, để bà con mình trước khi chốt cây mình sẽ coi kỹ cái để khỏi mất lòng nha bà con ha, khỏi mất lòng nhau. Đây, những cái này á, là không có hư, dĩa da nó già nó ấy thôi, chứ trong này nó vẫn còn xanh tốt, xanh bình thường, không có hư gì hết ha. Đó. Và nói chung là mình trước khi mình chốt cây thì mình nên xem kỹ giùm em cái để khỏi ai làm phiền ai hết ha. Là cái này một cốt da xù hết nha bà con ha. Rồi cái này em báo giá là 1,5 triệu bao ship ha. Đó, bao ship luôn nha. Rồi xuống cây ha. Rồi cây số 2. Rồi cây này, cái chậu này nó bị nghiêng rồi. Rồi trồng cái nào ấy buộc lại. Cây số 2 của mình ha, cây này chiều cao cũng là 1,5 m luôn ha, ngang 95, góc cây là 19 nha bà con ha. Cái này cũng đồng giá là 1,5 triệu luôn ha. Rồi còn khi mà vấn đề là ship đi có nó có rụng gãy bông chút đỉnh hoặc là nhánh nhỏ này không đáng kể, chủ yếu là mặt ghép mình còn nha bà con ha. Bông lá thì nó sẽ không còn nguyên dạng nha. Rồi cái số 2 của mình là giá 1,5 triệu nha bà con ha. Rồi xuống cây ha. Rồi có cây số 3. Cây số 3 này là em mới coi lại là nó rớt màu nha bà con, cây này nó 4 màu nha. Cho nên là cái giá em sẽ sửa lại ha. À, cái này nó chỉ thiếu mỗi màu cam nha. Màu vàng nó có ha. Vàng, đỏ, hồng, trắng. Nó chỉ thiếu màu cam nha bà con ha. Tại vì ở đây nó có 4 mắt ghép nha. Đây. Đây, còn cái vấn đề này chóc da là nó không có ảnh hưởng gì hết nha. Ở trong này nó vẫn còn xanh bình thường. Đó, nó vẫn xanh tốt bình thường, không sao hết. Đó. Với lại là trước khi mình chốt cây mình phải xác định một điều á, là khi vận chuyển đi đường xa thì chắc chắn cây nó sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều ha bà con ha. Rụng bông, rụng lá là sẽ có nha. Chứ để khi mà ra cái gặp gì cái là mình từ chối nhận cây thì nó cũng kỳ lắm nha. Rồi cái số 3 của mình ha, là chiều cao 1,4 m, ngang 95, góc này là 19. Cái này giá 1,4 triệu nha bà con ha. Đó, 1,450 triệu là bao ship luôn. Vẫn là một cốt tàn gốc sụ hết trơn ha, thân nó sụ lên ha. Rồi xuống cây luôn ha. Cây này là cây số 4 nha bà con ha. Cây này là chiều cao 1,5 m, ngang 95, gốc cây này là 19. Cây này là giá 1,5 triệu. Nói chung là cây này là tàn nó rất là đều đẹp nha bà con. Cái là nó chưa có bung bông thôi. Em sẽ giới thiệu nếu mà cây này ai lấy thì rất là đẹp nha. Bởi vì có cái là nó tàn nó rất là đều đây. Nhưng có cái vấn đề này nữa ha. Là cái này nó không ảnh hưởng gì hết. Tại vì khi nó chóc da, nó bị cọ, nó bị chóc da thôi. Chứ nên này nó vẫn sống, vẫn nuôi được nhánh ghép này bình thường. Nuôi như này là nó đủ nuôi dư nuôi luôn nha. Không sao hết ra bà con ha. Cái này là cái số 4 ha, 1,550 ngàn là bao gồm phí ship luôn ha. Tàn cái này rất là đẹp ha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Cây số 5, cây này lùng lực nha bà con, giống như cây clip vừa rồi em cũng có một cây mà cây rồi thì nở bông gộ hơn cây này ha. Rồi cây này á, là chiều cao của nó là 1m3, ngang của nó là 1m, góc này là 23. Cây này là giá 1,5 triệu ha. Cái này hồi nãy em định là thiếu cái màu cam, nhưng mà đây có màu cam luôn nha bà con ha. Có màu cam nữa là đủ, vàng, cam, đỏ, hồng, trắng. Rồi cái này cũng là giá 1,5 triệu, bao gồm phí ship luôn ha. Mã số 5 là giá 1,5 triệu, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Cái cây số 6 này rất là đẹp nha bà con. Cái thân nó hơi lắc ha. Củ đế đẹp luôn ha. Cây số 6, cây này chiều cao 1,5 m, ngang là 95, góc này là 19, cây này giá là 1,5 triệu luôn ha. Tại vì bây giờ là bông nó chưa có gỗ hung, cho nên là có những cái mình nhìn mình nói là thiếu màu, nhưng mà thật ra cái này là nhìn trên đây những mức ghép ở đây là nó đã đủ rồi nha bà con ha. Này là củ đẹp nha bà con, gốc lớn ha, thân nó lắc luôn ha. Rồi cây số 6 giá 1,5 triệu, 50 ha bà con ha, là bao gồm phí ship luôn ha. Rồi mình xuống cây ha. Rồi cây số 8 nha bà con ha. Cây này chiều cao là 1,5 m luôn, ngang 1m luôn, góc này là 23, cây này cũng là 1,5 triệu 50. Cây này bà con thấy là nó gộ màu là đủ 4 màu, là màu cam, màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu vàng nó ra luôn rồi bà con ơi. Đây nè, với lại còn đây mắt ghép của màu vàng nữa nè. Rồi cây số 7 ha. Đây. Mắt ghép là nguyên cái nhánh màu vàng này nó chưa ra, nó đang bắt đầu lú lú nha bà con ha. À, còn bên kia thì nó làm như nó chớm được một hai bông màu vàng rồi. Là cái này vẫn đủ 5 màu nha bà con. Rồi cây số 7 giá 1,5 triệu 50 ha bà con ha. Này củ đẹp nha bà con, gốc lớn ha. Rồi. Tới cây số 8 nha bà con. Số 8 là cũng là cây 5 màu, nhưng mà cái cây tàn tròn là nó nhiều thân, một cốt nhiều thân, rất đẹp nha bà con. Cây này thì giá mềm, gốc rất là già, bộ đế rất là đẹp ha. Rồi cây số 8, cái lô này em được 4 cây nó giống vậy nha bà con ha. Cái này chiều cao là 1,1 m, ngang 95 ha. Gốc cái này là 20, cái này giá 950.000. Đây, cái này nó lên màu đều và mình dễ biết nè ha. Đây là màu vàng nha bà con ha. Màu vàng, màu trắng ha. Đây là màu cam ha. Đây là màu hồng ha. Đây, còn đây là màu đỏ bên đây nha. Đó, nó lên như vậy thì nhìn rất là rõ. Còn nếu mà nó chưa lên đủ màu thì mình nhìn cái lá, nếu mà mình đã xài qua bông giấy nhiều rồi, mình nhìn lá với lại nhìn những cái mắt ghép như này ha bà con ha. Rồi cái số 8 giá 950.000 ha bà con. Đang lên gỗ màu. Gốc rất là già, đẹp, đế đẹp ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 9 luôn ha. Cây số 9 chiều cao là 1,2 m, ngang 1m, gốc này là 18, cái này cũng đồng giá luôn, 950.000 luôn. Này được cái là rất là già nha bà con, cây này rất là già, đế đẹp ha. Đây những cái cây này mà nó đã lên màu rồi thì nhìn rất là dễ nha. Rồi xuống cây luôn ha. Nói chung là nó dễ lộn giữa màu cam với màu vàng thôi nha bà con. Đây, nhưng mà này mình phân biệt là rất là dễ nè. Nó nở lên gì thì mình rất là dễ nhìn. Đó, màu cam với màu vàng. Còn mấy màu kia thì rất là dễ. Màu trắng, màu hồng, màu đỏ. Cây này chiều cao là 1,3 m nha, ngang 80, gốc cây này là 21, cây này giá 1 triệu nha bà con. Cây này tàn đẹp ha. Cây này tàn đẹp, đế đẹp luôn nha. Đây, cái thân nó bị chày nha bà con, do hồi xưa mà lúc mà ta bứng phôi đi á, tại vận chuyển thì nó có chày chút đỉnh chỗ này nha. Mấy cái đó thì không ảnh hưởng gì hết nha bà con. Rồi mình xuống cây luôn ha. Rồi cây số 11 ha. Cây số 11 chiều cao là 1m2, ngang là 90, gốc này là 16. Cây này giá là cũng là 950 ngàn. Cái này là cũng đủ 5 màu luôn nha bà con, đang gộ màu ha. Có một số trường hợp thật ra cây nào nó có những cái khuyết điểm hay là cái lỗi gì em vẫn báo cho bà con và cho bà con xem trực tiếp. Có những khi mà những cái đó em thấy nó không quan trọng hoặc là nó không có ảnh hưởng gì nhiều lắm cho nên em không nói thôi. Em không quay kỹ cho bà con xem thôi, chứ những cái đó là nó không có ảnh hưởng. Chứ thật ra nó vấn đề mà nó bị chạy hoặc là nó rút đỉnh đó thì không sao nha bà con ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây số 12 là cây tím lá vàng nha bà con. Cái này rất là đẹp, cái này mình về thay chậu là đẹp lắm nha bà con. Tại vì gốc nó rất là lớn ha. Cây này chiều cao, cây số 12 là chiều cao của nó là 95. Ngang nó 90, gốc này là 19 ha. 19 nó thật ra thì mình đo ở vị trí này thôi, trung bình thôi. Ở trên này nó cũng lớn nè, ở dưới này nó cũng lớn mà có ở giữa này nó hơi nhỏ. Nhiều khi cái mình về mình đo lại mình đo ở vị trí này nhỏ nhất thì thật ra thì nó nói em là không đúng thì cái đó cũng ấy. Thật ra thì nó ở vị trí nào nó lấy điều thôi nha bà con ha. Mình lấy trung bình thôi ha. Cái đó thì nó cũng không có đáng kể lắm. Rồi cái này em báo giá là 950 ngàn là bao gồm phí ship luôn ha. Tím lá vàng, cái này rất là đẹp nha bà con, tàn rất là dày ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 13. Cây này chiều cao của nó là 95, ngang 90, gốc này là 20, giá cũng là 950 ngàn luôn, đồng giá luôn ha. Đây, ví dụ là những cái thân này thì mình không có báo, tại vì cái này nó cũng không có đáng kể gì, nó chỉ chạy hơi này thôi, trong này nó vẫn sống bình thường, tại vì nó để trong vườn nó cây nó gần nhau quá, nó gió nó cọ qua lại thôi, mấy cái đó là không có ảnh hưởng nha bà con ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 14 là cây tím tuyết nha bà con. Em lô tím tuyết mini này có rất là nhiều nha, nhưng mà lúc này em quay đại khái 2 cây để giới thiệu trước cho bà con xem nha. Cây số 14. Cây này chiều cao của nó là 60, ngang 55, gốc này là 17, cái này là giá 500 ngàn. Cái này nếu mà khui bộ đế dưới lên là rất là đẹp nha bà con. Đó, đế nó còn rất là sâu, và lớn nữa. Cây rất là đẹp, tại vì trong chậu nhỏ mình không có mô đế lên nhiều quá được. Rồi cái C4 giá 500 ngàn, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 15. Cây này á, là về mình trồng đứng lại gì nha bà con, tại vì để trong chậu nó hơi nghiêng ha. Cây này thì đang lên bông rất là đẹp nha. Đó. Bộ rễ nó cũng già nữa nha bà con, lớn nữa. Cây số 15 là ngang 75, cái cao 75, ngang 50, gốc này là 19 luôn. Cái này cũng đồng giá là 500 ngàn luôn. Đó, mặt bông nó rất là đẹp nha bà con, đang gỗ bông ha. Bộ đế nó cũng rất là già, cây già. Rồi xuống cây ha. Rồi tới lô cẩm thạch nha bà con. Rồi, cây cẩm thạch bonsai. Cây số 16 ha. Cây số 16 cao 75, ngang 55, gốc này là 22. Cây này em giao lưu với giá là 900 ngàn, bao gồm phí ship. Cái này nhìn cái gốc nó rất là quái nha con, giống cái đuôi ha, giống hình thú vậy. Rồi, cây số 16 giá 900 ngàn, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi, xuống cây ha. Rồi cây số 17, cái này cao 70, ngang 50, gốc cái này là 21, cái này giá là 850 ngàn. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 18. Cây này là tàn nó nhỏ nhưng mà gốc nó rất là đẹp nha bà con. Gốc là già quái ha. Cây này cao 85, ngang 50, gốc này là 18, cái này giá 750 ngàn. Rồi xuống cây ha. Rồi cây 19 nha bà con. Cây 19. Cây tím Pháp ha. Cây này là tàn dày, đế gốc đẹp nha bà con, đủ đế đủ gốc luôn ha. Cây 19, cây này chiều cao là 1m1, ngang là 1m ha. Gốc cây này là 28, Cây này giá là 1 triệu luôn nha bà con, 1 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Rồi, cây số 19 tím Pháp giá 1 triệu bao gồm phí ship ha bà con ha. Rồi xuống cây ha. Trong làm con của mấy lô rồi là cây đỏ lửa với cây hồng gân nha bà con. Cây gốc hơi nhỏ nhưng mà tàn cũng đẹp, bán giá rẻ luôn nha. Cây hồng gân ha. Cây hồng gân này là số 20, cây này cao 1m, ngang 1m1 ha. Gốc này là 15, cây này giá 650.000 bao gồm phí ship luôn ha. Đây mặt bò hồng gân nha bà con. Cái này nó chưa lên màu nhiều nha, nó mới bắt đầu nở, mới có bắt đầu trổ lên thôi. Rồi cây số 20 hồng gân 650.000. Rồi xuống cây luôn ha. Giờ bà luôn đi. Rồi cây 21 cây đỏ lửa nha bà con. Đang lên bông rực cỡ luôn ha. Cây 21 cây này là cao 95, ngang cũng 95 luôn. Gốc cây này là 14, cây này giá là 550.000. Rồi 550.000 là bao gồm phí ship luôn ha. Cái này gì mình chậm đứng lại nha bà con. Đó, đứng lại gì là nó nhìn được cây nó rất là đẹp ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cái số 22 cũng là cây đỏ lửa luôn ha. Cái này chiều cao là 1m1, ngang 80, gốc này là 12, cái này giá 500.000. 500.000 là bao ship tới nơi luôn nha bà con. Đó, cây này chiếc tàn nó tròn đều ha. Là dạng như mini nhỏ nhỏ, giá vừa chơi luôn ha. Rồi 500.000 bao gồm phí ship luôn ha bà con ha. Rồi tới cây 23 là cây nguyệt quế nha bà con, do nó hơi chậu hơi lớn nha bà con ha, mình không có để lên bàn quay được, nó hơi nặng ha. Rồi cái này á là chiều cao của nó là 1m25, ngang 1m, gốc này là 37 nha bà con ha. Rồi cái này báo giá là 1.7 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Nguyệt quế đang cho bông rất là đẹp nha bà con, bông rất là thơm, tai chi rất là lớn ha, đều đẹp nha bà con. Chung là mấy cái này là do dấu chày khi mình bứng về thôi, không ảnh hưởng gì hết nha bà con. Cây thường chậu rất là lâu, cây này đang cho bông rất là đẹp và thơm nha bà con. Nguyệt quế cây số 23. À, cái này là tai chi rất là đều, đây những cái tai rất là lớn nha bà con. Rồi cái này là giá là 1.7 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Rồi tới khế nha bà con ha. Cây 24 là cây khế. Khế này là khế ghép nha bà con, cây này cũng rất là dễ trái ha, cây này đã cho trái rồi. Cây này là cây 24, cây này chiều cao là 50, ngang 45, gốc này là 18, này giá là 600.000. Đây những cái đọt đang lên bông nha bà con. Đó này đang lên bông ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 25. 25 cái trái này bữa nay nó đã chín rồi nha bà con. Đây nó có trái chín luôn ha, đang này đang bông luôn ha. Này cũng rất là dễ trái nha bà con. Cây 25 là cao 45, ngang 45 luôn. Rồi gốc này là 19, cái này cũng có giá là 600.000. Rồi cái 25 giá 600.000 ha. Rồi cây số 26, cái này là cao 20, ngang 40, gốc này là 12, cái này giá 500.000. Đây là mai chúa thủy nha bà con, mai chúa thủy. Tàn rất là dày đều nha bà con, đẹp ha. Đây, xương nó cũng đều hết nha, xương lớn nha, nó Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 27 ha. Cao 30, ngang 35. Gốc cây này là 13. Cây này có giá là 400.000. Đang bông rất là thơm nha bà con. Mai chúa thủy bông rất là thơm đây. Những cái này bông rất là đẹp và thơm ha. Dễ bông lắm nha bà con. Để khô khô là tưới nước là ra bông lại ha. Cây số 27 nha bà con, 400.000. Rồi cây 28 là cây ổi nha. Cây ổi 28, cây này là chiều cao 50, ngang 45, gốc này là 13. Cái này có giá là 600.000. Cái này có bộ đế đẹp nha bà con. Gốc lớn ha. Rồi xuống cây ha. Cây 29 ha. 29 là cao 40, ngang 50, gốc này là 11 nha bà con. Cái này cũng đồng giá là 600.000 luôn. Cây 29 là cây ổi, giá 600.000 bao ship luôn ha bà con ha. Rồi cây 30 là cây hoàng dương, là cây cuối clip của em luôn nha bà con ha. Cây hoàng dương, cây này bộ đế nó tự nhiên nha bà con, không sắp không gì hết, tự nhiên nó đế nó rất đẹp. Cái này là phong thủy ha. Cây 30, cây này chiều cao 20, ngang 25, góc 9, cái này giá là 450.000. Cây hoàng dương, cây số 30 là cây cuối clip của em luôn ha. Tuy nhỏ nhưng mà bộ đế nè, sắp rất là đều. Nhánh cũng già nha bà con, nhánh cũng lớn nha. Tại vì mình ép chậu quá cho nên nó cũng hơi chậm. Với là cây này nó cũng chậm lớn lắm. Rất là dễ sống nha bà con, cây hoàng dương. Rồi, cây 30 là cây hoàng dương, cũng là cây cuối clip của em luôn ha. Dạ, em cũng rất là cảm ơn bà con đã tin tưởng và ủng hộ shop em trong thời gian qua. Dạ, em cũng kính chào bà con.